hơn 40 bức ảnh về cuộc sống của ngư dân và việc đấu tranh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã được nhà báo, nhiếp ảnh gia người Nhật Murayama Yasufumi ghi lại. Vào sáng ngày hôm nay thì những bức ảnh này đã được trưng bày tại triển lãm Cảm xúc Hoàng Sa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Những bức ảnh này được ông Yasufumi ghi lại trong lần thứ 37 trở lại Việt Nam, đúng lúc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép xuống vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Đây là tất cả tình cảm của một công dân người Nhật dành cho đất nước Việt Nam. Triển lãm có 3 nội dung chính ghi lại toàn cảnh 75 ngày Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trong vùng biển Việt Nam. Ông cũng ghi lại làn sóng phản đối của người Việt Nam trong và ngoài nước trước hành động sai trái của Trung Quốc, đồng thời cũng lưu lại tinh thần quyết tâm bám biển của ngư dân, khẳng định chủ quyền biển đảo. Ông Yasufumi muốn thông qua những bức ảnh này thì tất cả người dân Việt Nam, người dân Nhật và cộng đồng quốc tế biết rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 7 năm nay.